Hôm nay tôi giới thiệu quảng trường 1 tháng 4 của thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Quảng trường rất rộng bên bờ biển. Đây là bãi biển thành phố Tuy Hòa. Đây là bãi biển Tuy Hòa các bạn. Bãi biển sạch đẹp, có nhiều người tắm vào buổi sáng. Ở đây buổi sáng có nhiều hoạt động rất thích. Cố gắng đi sẵn lại đây. Tay em chỉ các chị là ta ở dưới đây giúp tay không thở ra và nó nghe tay hết. Cái sau kia cái bệnh gì rồi? Không, đập, em lại. 2, 3.
chạm để chúng ta ra được cái phần ngang. Đó, đi vô không đi được cái phần ngang là nó bị thiếu bước, là vốn cao. Chị Ho là sai, chị Ho lên đi đâu? Bàn tay nó phải đi tango đâu, bàn tay nó gì đâu, bàn tay nó phải tango. Không khí trong lành, mát mẻ. Quang cảnh xung quanh rất đẹp. Quảng trường 1 tháng 4 là nơi tôi rất thích.